Với 31 vai trò, mỗi vai trò có từ 1 đến 3 trọng tâm chính, tổng cộng sẽ có 52 sự kết hợp độc đáo để bạn có thể lựa chọn và sáng tạo nên lối chơi, chiến thuật của riêng mình trong EA Sports FC 25. Như đã hứa thì đây sẽ là video giới thiệu rất cụ thể về từng vai trò và trọng tâm của mỗi vị trí cầu thủ có mặt trên sân. Trong video trước thì chúng mình đã giới thiệu rất chi tiết về hệ thống FC IQ trong tựa game FC 25 sắp ra mắt tới đây. Các bạn nên xem video này trước để hiểu nguyên lý vận hành của FC IQ trước thì sẽ dễ hiểu hơn trong video này. FC IQ sẽ bao gồm 3 thành phần quan trọng là vai trò cầu thủ, player roles, chiến thuật của đội, team tactics và chiến thuật thông minh, smart tactics. Mỗi yếu tố thì được thiết kế để tăng cường chiều sâu chiến lược của trò chơi với mục tiêu tạo ra trải nghiệm bóng đá chân thực hơn. Trong đó thì player roles có lẽ là nội dung quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm game của các bạn, bởi đây là hệ thống đóng vai trò chỉ dẫn cho mỗi cầu thủ về cách mà họ suy nghĩ, hành xử và di chuyển trên sân khi không có bóng. Vai trò của cầu thủ sẽ quyết định trách nhiệm chính của cầu thủ đó, còn trọng tâm, focus là tác động đến phản ứng của cầu thủ trong một số tình huống cụ thể. Hãy cùng Andy Gaming điểm mặt chỉ tên những vị trí ở trên sân cùng với những vai trò và trọng tâm tương ứng trong video này nhé. Đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông để có thể xem những video mới nhất từ Andy Gaming. Một nút đăng ký của các bạn chính là động lực to lớn để chúng mình có thể sản xuất những sản phẩm tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về triết lý của EA đối với FC IQ và hệ thống vai trò cầu thủ. EA nói rằng mục tiêu của họ là muốn nhấn mạnh vào việc xây dựng đội hình nhiều hơn, chứ không đơn giản chỉ là định vị các vị trí của cầu thủ. Họ muốn người chơi suy nghĩ như các huấn luyện viên phải làm sao để cân bằng giữa việc chọn giữa các cầu thủ phù hợp với các hệ thống chiến thuật và điều chỉnh chiến thuật sao cho phù hợp với từng cầu thủ mà mình đang sở hữu. Hãy liên tưởng việc này với câu lạc bộ Barcelona những năm gần đây. Huấn luyện viên Xavi chắc chắn là một người giỏi, ông ấy có lối đá và phương án chiến thuật của riêng mình. Tất nhiên là ông cũng biết cầu thủ nào sẽ là sự lựa chọn phù hợp và tốt nhất đối với lối chơi mà ông hướng đến. Tuy nhiên thì ban lãnh đạo của Barcelona đâu có đủ tài chính để có thể cho thầy Xavi thoải mái thực hiện việc shopping trong thị trường chuyển nhượng để đưa những cái tên như mong muốn vào trong đội hình của mình. Hoặc có shopping được đi chăng nữa thì cũng không chắc là sẽ được phép đăng ký thi đấu. Những câu chuyện hài hước trên thị trường chuyển nhượng của ban lãnh đạo Barcelona thì chắc chắn là các bạn không còn xa lạ gì nữa rồi. Tài chính thì có hạn, thủ đoạn thì phải lên ngôi. Thầy Xavi bắt buộc phải xoay sở và điều chỉnh sơ đồ chiến thuật của mình sao cho phù hợp với đội ngũ nhân sự thực tế của đội bóng để phát huy được điểm mạnh và hạn chế các điểm yếu của các cầu thủ. Quay trở lại với FC 25 thì đây chính là trải nghiệm xây dựng chiến thuật mà EA muốn mang đến cho các bạn trong FC 25. Các vai trò được xây dựng dựa trên vị trí trên sân của các cầu thủ, một vị trí sẽ có nhiều vai trò tương ứng. Có 52 vai trò cầu thủ khác nhau mà bạn có thể lựa chọn. Mỗi vai trò thì sẽ có các khía cạnh trọng tâm khác nhau. Mỗi cầu thủ thì sẽ có một mức độ quen thuộc với vai trò khác nhau. Như trong video trước thì bọn mình đã đề cập đến rồi, đó là base role là mức độ tiêu chuẩn, role plus, role cộng là khi cầu thủ có thể chơi giỏi hơn ở role đó, và role plus plus tức là role 2 cộng thì cầu thủ đẳng cấp thế giới và rất đỉnh khi mà chơi ở role đó. Còn our position tức là vị trí trên sân và cầu thủ chẳng có gì liên quan đến nhau cả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi sâu vào từng vị trí ở trên sân. Để tiện theo dõi nội dung phân tích từng vị trí thì các bạn hãy để ý đến hình ảnh mà chúng mình hiển thị ở bên trên màn hình nhé. Mỗi vị trí cùng với vai trò và sự focus khác nhau sẽ có một khu vực di chuyển khác nhau được đánh dấu màu xanh ở trên sân. Đây chính là mô tả phạm vi di chuyển tương ứng của cầu thủ khi mà không có bóng. Một là vị trí striker, ký hiệu là ST. Advanced Forward là một vai trò của một cầu thủ tấn công đa năng, thường di chuyển ở gần hàng phòng ngự của đối phương nhưng lại sẵn sàng đón những đường chuyền trong pha phối hợp của đồng đội và di chuyển về phía sau hàng thủ để tạo cơ hội ghi bàn. Với vai trò này thì sẽ có hai kiểu focus để lựa chọn là attack và complete. Chọn attack thì cầu thủ sẽ có xu hướng tập trung vào việc ghi bàn, chủ động di chuyển đến vị trí cao trên hàng công ở giữa sân. Chọn complete thì cầu thủ sẽ có xu hướng di chuyển tự do rộng hơn để nhận các đường chuyền cũng như là tạo ra các không gian để di chuyển bóng. Với vai trò là poacher, mục tiêu duy nhất của cầu thủ này là ghi bàn, tập trung vào việc di chuyển ra sau hàng phòng ngự để tìm cơ hội dứt điểm. Vì thế nên là chỉ có một lựa chọn focus duy nhất là attack. Cầu thủ này sẽ di chuyển sát với hàng phòng ngự của đối phương
và sẵn sàng tận dụng mọi sơ hở hay lỗi phòng ngự. False 9 tức là vai trò của một số 9 ảo. Cầu thủ này sẽ lùi sâu để kiểm soát không gian phía trước hàng phòng ngự, kéo các hậu vệ đối phương ra xa khung thành, mở ra những khoảng trống, tạo điều kiện cho các cầu thủ chạy cánh tiếp cận gần hơn với khung thành để có thể ghi bàn. Nhắc đến vai trò này thì chắc hẳn là anh em sẽ nghĩ ngay đến Messi, một trong những số 9 ảo thành công nhất. Một dấu ấn lớn trong sự nghiệp thành công của huấn luyện viên Pep Guardiola. Vì lùi sâu hơn nên là trong những tình huống thích hợp, cầu thủ False 9 cũng có thể hỗ trợ phòng ngự vì đảm nhiệm vai trò kiến thiết cơ hội tấn công. Vai trò này chỉ có một focus duy nhất là build up. Target forward là vai trò của một cầu thủ tấn công có thể chất cùng khả năng che chắn bóng tốt, tạo cơ hội cho các cầu thủ khác tham gia vào tình huống tấn công bằng việc thực hiện những quả tạt cũng như là những đường chuyển như đặt. Attack thì cầu thủ sẽ tự do lên bóng, bỏ qua việc hỗ trợ phòng ngự hay chuyền bóng cho đồng đội. Balance thì cầu thủ sẽ giữ cự ly đội hình hợp lý, không lên quá sâu, chuyền bóng cho đồng đội và tham gia các tình huống phòng ngự. Wide tức là cầu thủ di chuyển rộng trong các phạm vi vị trí của mình nhận bóng và phối hợp cùng với cả đồng đội. Số 2 đó là vị trí winger, ký hiệu là RW hoặc là LW. Winger là vai trò của cầu thủ bám biên, di chuyển dọc đường biên hỗ trợ hai cánh trong cả trận đấu. Vai trò này có hai kiểu focus là attack hoặc là balance. Chọn attack thì cầu thủ sẽ tập trung vào việc tấn công nhiều hơn, có xu hướng di chuyển ra phía sau hàng phòng ngự thay vì giữ bóng. Chọn balance thì cầu thủ sẽ tham gia hỗ trợ cả mặt trận tấn công và phòng ngự, linh hoạt trong việc di chuyển ra sau hàng phòng ngự và đón các đường chuyền của đồng đội. Inside forward là cầu thủ sẽ tấn công rộng, xuất phát ở cánh nhưng sẽ thường xuyên cắt vào trong, sử dụng chân thuận để có thể sút hoặc thực hiện đường chuyền cuối cùng. Họ có xu hướng chạy về phía sau hàng phòng ngự. Với vai trò này thì có thể lựa chọn 3 kiểu focus là balance, attack và roaming. Balance thì cầu thủ sẽ tham gia một phần nhỏ trong các tình huống phòng ngự, đôi khi là sẽ không thực hiện vào việc cắt vào bên trong mà dừng lại để nhận đường chuyền. Attack thì cầu thủ này chỉ tập trung vào việc chạy cắt mặt để thực hiện các tình huống tấn công. Roaming thì cầu thủ sẽ tự do di chuyển để khai thác các khoảng trống ở hàng phòng ngự đối phương. Wide playmaker là vai trò của cầu thủ kiến thiết chơi rộng, thường di chuyển vào trong để tìm kiếm các khoảng trống, thực hiện những đường kiến tạo. Chỉ có một kiểu focus cho vai trò này đó là attack. Cầu thủ sẽ chạy thẳng lên để nhận các đường chuyền ở khu vực hai cánh. 3. Vị trí attacking midfielder, ký hiệu là CAM. Playmaker thì là vai trò cầu thủ sẽ có xu hướng trở thành điểm tựa sáng tạo của hàng tiền vệ, sẽ được phép di chuyển chủ động để tạo ra các khoảng trống và cơ hội tấn công. Sẽ có hai kiểu focus ở vai trò này, đó là balance và roaming. Nếu chọn balance thì các cầu thủ sẽ hỗ trợ hàng phòng thủ khi cần và tham gia vào việc dàn dựng các tình huống tấn công. Nếu chọn roaming thì cầu thủ sẽ di chuyển rộng sân để tìm các khoảng trống tốt, hỗ trợ về mặt tấn công. Shadow Striker là một vai trò về tiền vệ thiên về tấn công, chơi ở khu vực ngay phía sau các tiền đạo. Những pha xâm nhập vòng cấm đúng lúc của các cầu thủ này thì sẽ tạo ra nhiều cơ hội để ghi bàn. Vai trò này sẽ chỉ có một kiểu focus là attack. Cầu thủ sẽ di chuyển vào các vòng cấm sau các tiền đạo, chọn vị trí phù hợp để đón bóng và ghi bàn. Half winger là một vai trò tiền vệ chơi rộng để duy trì cự ly đội hình rộng mỗi khi mà đội có bóng, di chuyển ở hai bên cánh để tạo ra các tình huống tấn công trên phạm vi rộng. Có một điểm lưu ý về xu hướng di chuyển của các cầu thủ ở vị trí này. Đặt half winger ở một vị trí trung tâm thì cầu thủ sẽ có xu hướng di chuyển lệch sang phía chân không thuận. Nếu đặt ở vị trí lệch trái thì cầu thủ sẽ có xu hướng di chuyển sang cánh trái. Nếu đặt ở vị trí lệch phải thì cầu thủ sẽ có xu hướng di chuyển sang cánh phải. Có hai kiểu focus ở vai trò này là balance và attack. Chọn balance thì cầu thủ sẽ tham gia cân bằng ở vai trò tấn công lẫn phòng thủ. Chọn attack thì cầu thủ sẽ hy sinh vai trò phòng ngự để tập trung cho mặt trận tấn công. 4 là vị trí wide midfielder, ký hiệu là RM và LM. Winger, wide playmaker và inside forward thì là những vai trò giống với vị trí right wing và left wing. Các bạn có thể xem lại ở đoạn trước của video của chúng mình nói về vị trí right wing và left wing nhé. Còn wide midfielder là vai trò của một tiền vệ di chuyển rộng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chơi bóng, cung cấp khả năng chuyền bóng và hỗ trợ phòng ngự, nhưng hiếm khi tiến lên phía trước để tấn công. Có hai kiểu focus ở vai trò này là balance và defense. Chọn balance thì cầu thủ sẽ di chuyển rộng để hỗ trợ
kiểm soát bóng, tham gia vào các tình huống hỗ trợ phòng ngự nếu cần thiết. Chọn defense thì cầu thủ sẽ giữ vị trí ở gần hàng phòng ngự để gia tăng nhân sự cho hàng phòng thủ. 5 là vị trí Central Midfielder, ký hiệu là CM. Box to box thì là vai trò cầu thủ hoạt động ở khu vực giữa hàng tấn công và phòng thủ, tham gia vào cả hai mặt trận. Chính vì thế thì chỉ có một kiểu focus là balance, tức là cầu thủ sẽ di chuyển bao quát khu vực ở giữa sân để hoạt động ở cả tấn công và phòng thủ. Holding là vai trò quan trọng trong bóng đá hiện đại. Tiền vệ thiên về phòng thủ này thì tập trung vào việc bảo vệ tuyến sau của đội trong các đợt tấn công và hỗ trợ trước các đợt phản công. Khả năng hỗ trợ tấn công hạn chế. Chỉ có một kiểu focus cho vai trò này là defense. Cầu thủ sẽ có xu hướng di chuyển lên cao hơn so với hàng thủ một chút để nhận các đường truyền và phối hợp cùng đồng đội. Còn trong các tình huống khác thì sẽ di chuyển tập trung ở vị trí phòng ngự. Deep lying playmaker là vai trò tiền vệ có vị trí phòng ngự, là bánh răng quan trọng trong việc xây dựng lối chơi từ phía sau và thường sẽ là chất xúc tác cho các cuộc tấn công. Chỉ có tỷ chọn focus là defense cho vai trò này mà thôi. Cầu thủ sẽ lùi sâu để đón các đường truyền và không tham gia vào các tình huống tấn công. Vai trò playmaker và half winger của vị trí CM thì giống như là vị trí CAM nên chúng mình sẽ không nhắc lại nữa. Các bạn có thể xem lại ở đoạn nói về vị trí CAM nha. 6. Vị trí Defensive Midfielder, ký hiệu là CDM. Vai trò Holding và Deep Lying Playmaker thì giống như là vị trí CM mới nói ở bên trên. Còn vai trò Center Half thì là một tiền vệ phòng ngự sẽ lùi xuống giữa các trung vệ khi đội của họ đang kiểm soát bóng để bảo vệ đội khỏi các pha phản công. Tuy chọn focus duy nhất là Defense, tức là tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự. Vị trí số 7 là Fullback, ký hiệu là RB và LB, tức là hậu vệ cánh. Fullback là vai trò của một hậu vệ rộng, sẽ ưu tiên bảo vệ khung thành của mình bằng cách lùi lại, chấn giữ hàng phòng ngự và đưa ra phương án chuyền bóng để giải phóng áp lực. Có hai tùy chọn focus là Balance và Defense. Balance là cầu thủ sẽ có thể hoạt động tự do hơn một chút, có thể tham gia vào một số tình huống tấn công ở biên. Defense là cầu thủ sẽ di chuyển vào bên trong để tạo nên hàng trung vệ 3 người khi mà đội đang có bóng. Fullback tức là một sự phát triển hiện đại của hậu vệ cánh. Cầu thủ này sẽ đẩy sân, chiếm vị trí trung tâm khi mà đội của họ đang có bóng. Có hai kiểu focus là Balance và Defense. Balance thì cầu thủ sẽ di chuyển lên chơi như vị trí của CM. Defense thì cầu thủ sẽ chơi như vị trí của CDM. Wingback là vai trò của trung vệ tấn công. Sự linh hoạt và sức chịu đựng của cầu thủ này cho phép họ đẩy lên tuyến trên để hỗ trợ các đợt tấn công trước khi quay trở lại vị trí phòng thủ. Có một kiểu focus duy nhất là Balance, cho phép cầu thủ này di chuyển lên công và về thủ. Attacking Wingback, mặc dù về mặt kỹ thuật là một hậu vệ, nhưng cầu thủ này sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc tiến về phía trước, mở rộng phạm vi tấn công cho đội của mình nhiều hơn là túc trực ở mặt trận phòng ngự. Có hai focus là Balance và Attack. Balance thì cầu thủ sẽ di chuyển lên cao và hiếm khi quay trở lại vị trí phòng ngự, trừ những trường hợp đội đang bị phản công. Attack thì cầu thủ sẽ hoạt động ở mọi mặt trận tấn công nhiều hơn và không tham gia nhiều vào nhiệm vụ phòng ngự nữa. Vị trí số 8 đó chính là Center Back, ký hiệu là CB. Defender là một vai trò trung vệ xuất sắc ở những kỹ năng phòng ngự cơ bản, bao gồm việc duy trì tuyến phòng ngự. Có hai focus là Balance và Defense. Chọn Balance thì cầu thủ sẽ dâng cao gần với cả mặt tấn công hơn. Defense thì cầu thủ sẽ chỉ tập trung vào vị trí phòng ngự mà thôi. Stopper là một trung vệ giành bóng, sẽ bước lên phía trước từ hàng phòng ngự để thực hiện các pha tắc bóng, đánh chặn đường truyền và dẫn dắt đội gây áp lực. Có một tùy chọn focus duy nhất là Balance, cho phép cầu thủ này di chuyển để tạo áp lực lên các cầu thủ tấn công đang có bóng của đối phương và thực hiện các pha tắc bóng. Ball Playing Defender là một trung vệ hiện đại, có khả năng là chơi bẫy việt vị cũng như là chơi bóng thoải mái, có khả năng di chuyển về phía trước hoặc là rộng hơn để hỗ trợ lối chơi triển khai bóng. Có hai kiểu focus cho vai trò này là Defense hoặc là Build Up. Defense thì cầu thủ này sẽ ít tham gia hỗ trợ đồng đội trong các tình huống kiểm soát bóng. Build Up thì cầu thủ này sẽ dâng lên cao hơn để tham gia xây dựng lối chơi gần giống như là vị trí CDM. Vị trí số 9 đó là vị trí Goalkeeper, ký hiệu là GK. Goalkeeper thì là một vai trò thủ môn truyền thống, luôn đứng ở trên vạch vôi và tập trung vào việc cản phá những cú sút. Có hai kiểu focus là Defense và Balance. Defense thì thủ môn này sẽ không chạy lên, còn Balance thì thỉnh thoảng thủ môn này sẽ rời khỏi vị trí khung thành để tham gia thu hồi bóng trong các tình huống hớ hênh của hàng thủ hoặc là từ các đường truyền dài. Sweeper Keeper là một vai trò thủ môn hiện đại, có khả năng ngăn chặn các đợt tấn công và
hỗ trợ lối chơi triển khai bóng cùng đồng đội như một phương án chuyền bóng. Chỉ có một kiểu focus là balance, cho phép thủ môn hoạt động rộng rãi hơn trong khu vực cấm địa để có thể phối hợp cùng với các đồng đội của mình bên cạnh việc bảo vệ khung thành. Như vậy là chúng mình đã điểm mặt chỉ tên tất cả các vị trí trên sân với vai trò và trọng tâm cụ thể. Rất hy vọng là những thông tin này có thể giúp các huấn luyện viên có thêm góc nhìn để thiết kế dần lối chơi và sơ đồ chiến thuật của riêng mình. Vì chỉ còn mấy tuần nữa thôi là FC25 sẽ chính thức được ra mắt rồi. Yên tâm là chúng mình sẽ luôn cập nhật những thông tin mới nhất trên thị trường game cho các bạn. Nên hãy đăng ký kênh và ấn chuông để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung mới nào nhé. Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ bọn mình và xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!